Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bộ Công an được cấp nhiều tiền, được gây tội ác và được bảo vệ làm ác Mới đây, Đại Á Châu Tự Do cho biết Một người dân thường trú tại tỉnh Tuyên Quang đã tử vong Sau 2 ngày bị tạm giữ tại trại tạm giam công an thành phố Hà Giang Và hồi đầu tuần trước Công an thông báo cho gia đình biết rằng Người này tử vong là do tự sát Nhưng gia đình nạn nhân nghi ngờ thông tin này Nạn nhân là Nguyễn Văn Hưng, sinh năm 1979, đến từ thôn Cầu Giác, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Ông Nguyễn Văn Hưng người bị chết bất thường trong lúc bị tạm giam tại công an tỉnh Hà Giang. Một khi công an kết luận nạn nhân tự sát thì xem như công an vô can trong cái chết của nạn nhân. Đây không phải là lần đầu tiên mà là một trong số vô số các trường hợp người dân Việt Nam đã bị chết bất thường tại đồn công an. Nếu người dân chấp nhận lời giải thích của phía công an thì xem như chấp nhận sự áp đặt của công an là công an không bao giờ sai cả. Còn nếu cứ cố tìm hiểu sự thật tới cùng thì sẽ bị côn đồ tấn công hết sức tàn nhẫn, bất ngờ. Và kết quả cuối cùng dù ôm cục oan cục tức như núi vẫn phải chấp nhận dần xài. Được biết trước đây vào ngày mùng 5 tháng 8 năm 2015, Đỗ Đăng Dư, sinh năm 1998 thường trú tại thôn Đông Cựu, xã Đông Phương Uyên, huyện Trương Mỹ, Hà Nội, đã bị công an huyện Trương Mỹ bắt vì nghi ngờ trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, tới ngày 4 tháng 10, Dư được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Hà Đông. Ngay sau đó, Bệnh viện Hà Đông đã chuyển Dư đến khoa hồi sức tích cực của Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục theo dõi và điều trị. Đến khoảng 18 giờ mùng 10 tháng 10, Đỗ Đăng Dư đã tử vong đứng trước cái chết đầy nghi vấn và nguyên nhân cái chết bị phía công an áp đặt. Một số luật sư đã tình nguyện bảo vệ miễn phí cho Đỗ Đăng Dư như luật sư Trần Thu Nam và luật sư Lê Văn Luân. Tuy nhiên, bà Đỗ Thị Mai, tức là mẹ của Đỗ Đăng Dư, đã bị công an Hà Nội ép phải từ chối luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình mà cụ thể là từ chối luật sư Nam. Vào ngày 3 tháng 11, hai luật sư trên đã đến thăm nhà của Đỗ Đăng Dư Tuy nhiên, sau khi rời khỏi đó, ông Nam và ông Luân đã bị 8 người bịt mặt bằng khẩu trang, dùng xe máy chặn đầu xe ô tô và hành hung đánh đập. Vụ Đỗ Đăng Dư là lời cảnh báo của phía công an đến với luật sư, đó là chớ đi tìm sự thật ở đất nước này. Bọn côn đồ đánh luật sư là do ai điều khiển thì ai cũng biết cả. Công an thường hay dùng côn đồ để mà hành động kiểu ném đá dấu tay như thế đấu luật với luật sư không được thì dùng trò bẩn. Trò bẩn này dù biết rõ là công an sai khiến nhưng lại không thể kiện được họ, không thể khẳng định được và đây cũng là cách mà công an Việt Nam thường dùng để đe dọa nhân dân. Nếu dân muốn dùng luật pháp chống lại lực lượng còn đảng còn mình này. Vào ngày 12 tháng 11, luật sư Trần Vũ Hải, trưởng nhóm bảo vệ hai luật sư trẻ Lê Văn Luân và Trần Thu Nam người đứng ra kêu gọi cuộc tuần hành bảo vệ hai luật sư này bị một số người mặc thường phục bắt và đưa về đồn công an phường Xuân La, Hà Nội. Vụ việc rất căng thẳng nhưng cuối cùng cũng sẽ bị dẹp êm. Việc đòi công lý cho Đỗ Đăng Dư không được và đòi sự thật cho hai luật sư bị hành hung cũng không tới đầu. Một khi người dân đòi hỏi sự thật thì cả bộ máy chính quyền vào cuộc quyết đè bẹp mọi đòi hỏi chính đáng của người dân. Sau việc việc Đỗ Đăng Dư gần như không còn một vụ dân bị chết trong đồn công an nào mà có thể đòi được công lý cả. Không ai có thể chống lại sức mạnh của Bộ Công an mà người đứng đầu là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Hiện nay, trung ương chi ngân sách công an rất dồi dào, đến gần 100.000 tỷ đồng, tức là gấp gần 16 lần ngân sách của Bộ Giáo dục và gấp 14 lần ngân sách cho Bộ Y tế. Tuy nhiên, chuyện cấp tiền nhiều đã đành mà Đảng còn bảo vệ công an làm việc ác đối với dân đó mới là điều không ai có thể tưởng tượng nổi ở ngay thời đại văn minh này lại có một nhà nước tệ hại đến như thế. Công an được đảng cho làm cái ác và được bảo vệ khi làm ác. Vào ngày 19 tháng 3, Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội rằng từ tháng 10 năm 2011 cho đến tháng 9 năm 2014 là 3 năm đã xảy ra 226 trường hợp chết tại nhà tạm giữ, trại tạm giam trên toàn quốc, một con số làm lạnh sống lưng của rất nhiều người có lương trì. Sau vụ lũ đăng dư, báo chí không còn nhắc gì đến con số người dân bị giết khi bị tạm giam ở đồn công an. Tất cả nguyên nhân đều đổ do người chết rằng họ đã tự sát. Quý vị, và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp với bản tin Bộ Công an được cấp nhiều tiền được gây tội ác và được bảo vệ làm ác. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .d kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin để cho dân mù chữ rồi tung trò xóa mù chữ để mà tự ca tụng mình đảng ta quả là cao thủ. Cách đây hơn 70 năm, ông Hồ Chí Minh đã hô hào, diệt giặc rốt. Những tưởng chuyện để dân rốt đã là câu chuyện của quá khứ, nhưng không. Ngay thời hiện nay, đảng vẫn đẩy dân vào con đường mù chữ. Cho đến nay đã là thời đại kết nối toàn cầu. Vậy mà đâu đó trên đất nước Việt Nam, dân vẫn không cậy được con chữ. Đó là do lỗi tại ai? Vào ngày 21 tháng 8, tờ báo Sài Gòn Giải Phóng có bài viết lớp xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số. Nói về việc Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Chư Păng phối hợp với 6 xã tổ chức khai giảng 9 lớp xóa mù chữ cho khoảng 250 học sinh, đồng thời giảng dạy tại đồng bào dân tộc thiểu số. Chương trình nhằm với mục đích giúp người dân biết đọc, biết viết, biết tính toán, cũng như vận dụng những điều đã học vào lao động sản xuất. Để dân mù chữ lỗi lớn nhất là thuộc về Đảng Cộng sản. Việc tờ báo lớn lên bài viết này như là sự ca tụng cho chính sách của đảng về việc chăm lo con chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, nếu đặt câu hỏi sâu hơn thì sẽ thấy vấn đề của chính quyền này đó là tại sao đến gần hết một phần tư thế kỷ 21 mà dân Việt Nam vẫn còn có người bị mù chữ. Xóa mù chữ chỉ là hành động sửa chữa một cách chấp vá và để cho dân mù chữ mới chính là sự tệ hại trong quản lý và điều hành đất nước của Đảng Cộng sản người dân việt nam không lạ gì chuyện trẻ em vùng cao không trường không lớp không có giáo viên đường đến trường cực kỳ gian nan nhiều con đường treo leo bên vách núi mùa mưa là ngập bùn lầy có những em học sinh đi học phải đu dây qua suối qua thác cực kỳ nguy hiểm hoặc chui vào túi ni lông để mà qua sông và câu hỏi đặt ra là vì sao không làm đường không xây cầu cho nhân dân vì sao lại để mặc cho trẻ em phải đánh đổi sinh mạng để mà kiếm con chữ? Mỗi cổng trào trăm tỷ, mỗi tượng đài nghìn tỷ, sao không dành số tiền đó để mà làm đường, làm cầu, xây trường học, trả lương cho thầy cô giáo với mức lương để họ có thể sống được, mà bám trường, bám lớp tại vùng cao. Tiền tham nhũng thì tính đến hàng ngàn tỷ, thậm chí số lượng còn lớn hơn. Nhưng ngân sách bộ giáo dục thì còm cõi chỉ bằng 1 phần 16 so với bộ công an ngay tại thủ đô Hà Nội mà trường công vẫn còn thiếu, phụ huynh phải trực chờ cả ngày lẫn đêm để mà nộp hồ sơ nhập học cho con. Thì thử hỏi tại vùng sâu, vùng xa, ai quan tâm tới người dân Việt Nam đây? Quản lý kiểu gì mà để cho 78 năm giặc rốt vẫn còn hoành hành ở Việt Nam? Hiện nay, ngành giáo dục bị bóp ngân sách rất mạnh. Đà Cộng sản đang buộc ngành giáo dục phải tìm cách móc túi người dân để mà tồn tại. Các nước trên thế giới đang tiến hành từng bước để đi đến giáo dục miễn phí cho toàn dân. Với nước nghèo, thì họ tăng dần ngân sách giáo dục nhằm trợ giá để bất kỳ ai cũng tiếp cận được giáo dục. Trong khi đó, Việt Nam lại thực hiện chính sách xã hội hóa giáo dục, nghĩa là nhà nước để cho ngành giáo dục móc túi dân mà tồn tại, thật phi nhân bản và cực kỳ nhẫn tâm với người dân để cho đồng bào mù chữ, dồn tiền xây tượng đài vô bổ nền giáo dục việt nam hiện nay như một căn nhà đổ nát vậy người dân vùng sâu vùng xa bị bỏ phế họ vẫn bị mù chữ như cách đây hàng thế kỷ ở những vùng đồng bằng thì đầy dãy học sinh bỏ thi vào đại học để chọn con đường đi nước ngoài làm cu ly thậm chí cả giáo viên dạy giỏi cũng bỏ nghề xin đi xuất khẩu lao động để mà có cơ hội đổi đời còn con cái quan chức thì nhờ vào tiền tham nhũng của bố mẹ chúng để đi du học chính họ cũng né tránh nền giáo dục tại việt nam ở vùng sâu vùng xa dân bị đói con chữ còn ở vùng đồng bằng thì người dân phải phát ngán con chữ không ngán sao được khi họ nhìn thấy rất đông cử nhân học xong đại học thì lại thất nghiệp hoặc phải gia nhập đội ngũ xe ôm công nghệ chính sách giáo dục thì tệ không thể tệ hơn những báo chí tuyên truyền thì vẫn ca ngợi đảng suốt ngày Răng đảng tài tình thế này thế kia Còn đảng thì giáo dục vẫn còn nát Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Để cho dân mổ chữ rồi tung trò xóa chữ để tự ca ngợi mình Đảng ta quả là cao thủ Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất từ berlin cộng hòa liên bang đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo chấm đề